Xin chào các bạn đã đến kênh YouTube Lý Việt Game uh, của mình. Nếu như lần đầu tiên các bạn đến kênh YouTube của mình, xin hãy bấm vào nút đăng ký kênh YouTube, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất nha các bạn. À, thì hôm nay mình làm cái video này các bạn, bởi vì uh, hồi trưa này á thì mình có làm cái video là bị hack uh, 120.000 uh, T các bạn. là tương đương với 25 triệu ha. Uh, và mình đưa ra cách khắc phục. Tuy nhiên là có nhiều người cũng xem video thì cũng uh, cảm ơn uh, các bạn là các bạn uh, À, cũng có, có cái sự cảm giác tuy nhiên á cái cái các bạn vẫn không hiểu cái cách nó hát như thế nào đó thì hôm nay mình làm cái video này để mình sẽ chỉ cho bạn cái cách là nó hắt như thế nào để các bạn biết mà các bạn không có bị vướng vào nha các bạn nha à, bởi vì có rất là nhiều người hỏi cái cách nó hát như thế nào á thì mình mới làm cái video chi tiết này ha rồi thì cái cách đầu tiên á làm sao mình biết được là cái điện thoại mình bị hack cái đó là quan trọng đúng không các bạn nhận biết làm sao cái điện thoại mình bị hack thứ nhất là cái cái, cái nguyên tắc đầu tiên á là khi cái thằng nó hack điện thoại các bạn á thì đầu tiên là nó chiếm cái email của các bạn trước hoặc là cái facebook của bạn đúng không thì đầu tiên á mình phát hiện ra là như thế nào có nghĩa là cái email của mình á tự nhiên nó hiện trên cái iphone các bạn mà cái iPhone này nằm ở nhà trang á nên thuận bình thường các bạn thì thì đương nhiên là tự nhiên là cái cái email của mình mà tự nhiên có người khác đăng nhập ở cái vị trí khác thì đương nhiên chắc chắn nó bị hack rồi ha là trong điện thoại nó bị hack chắc chắn cái đó là chắc chắn nó virus đã, đã đã đi vào trong điện thoại các bạn đó đó là đầu tiên mình nhận biết hoặc là nếu như các bạn phát hiện mà cái Facebook các bạn tự nhiên có một cái thiết bị khác nó đăng nhập mà bạn không hề đăng nhập thì đương nhiên điện thoại bạn bị hack được chưa các bạn đó là lần đầu tiên cách để các bạn nhận biết cho nên các bạn phải để ý cái email các bạn gửi về hoặc là cái Facebook của bạn nó báo bảo mật á, cảnh báo bảo mật á các bạn. Các bạn phải lưu ý cái điều này nha. Đó là cách nhận biết nha. Thằng hát nào cũng vậy á, nó chiếm cái quyền email của bạn hoặc là Facebook là là, là coi như là xong rồi. Cho nên là nó hay làm cái việc đó nha các bạn nha. Đó đầu tiên là cách nhận biết thì rồi tiếp theo thì cách nó hát như thế nào nha. Thì cách nó hát các bạn. Bây giờ các bạn đi vào Facebook nha, mình sẽ chỉ các bạn xem nè. Ví dụ các bạn đi vào Facebook đi. Đi vào Facebook nha, mình sẽ chỉ trên Facebook các bạn xem nè. Ví dụ giờ các bạn đi vào một cái nhóm kiếm tiền online đi chẳng hạn, ví dụ như giờ mình đi vô cái nhóm kiếm tiền online đi ha, mình vô mình lướt đại cái nhóm nào đó, Arrow Network đi, chẳng hạn ví dụ cái nhóm này đi. Ví dụ giả sử thôi nha các bạn nha, giả sử thôi. Chứ không phải là mình mình chỉ trích những người này đâu. Nè, để mình chỉ cho các bạn xem. Đại lấy ví dụ, ví dụ đại một cái một cái uh, cái bài hướng dẫn nào đi chẳng hạn đó chẳng hạn ví dụ như giờ các bạn để ý nè giả sử thôi nha chứ không phải là cái người này nha giả sử cái bài viết như thế này đó cái bài viết như thế này ví dụ các bạn đọc thấy rất là hay ha nhất là đặc biệt như là lem nè lem là cái này là lem trên cái viết chết này các bạn đó cái này là nhớ các bạn bữa trước của các bạn mình hướng dẫn các bạn cách lem viết chết á viết chết á chết đó các bạn ha thì chẳng hạn ví dụ như giờ cái đây á, là cái bài viết này có virus nha Giả sử thôi nha các bạn chứ không phải cái bài này nha Giả sử các bạn nhớ kỹ nha Giả sử chứ tội nghiệp người đăng bài này lắm Tại vì mình giả sử cho các bạn xem Thì cái link này á là nó dài như thế này các bạn Thì nó dài như cái này á Thì nếu như các bạn không có hiểu gì á Thì các bạn sẽ lít ngay hoặc là không để ý cái lít ngay Tuy nhiên á Để mà nó gắn virus như thế nào thì nó nó lấy cái link này Hai chẳng hạn cái link thật của người ta sau đó nó dùng một cái phần mềm hoàn các bạn hoặc là cái 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 gì đó nó nó ghép cái cái con virus vô cái link này đức các bạn nha nó ghép vô cái link này nó trước ngày nó nó ghép vô một cái một cái cái web mà ta cho lem để nhận con coi các bạn thì nó ghép cái cái link virus vô nó tạo ra một cái link khác rồi nó thấy vào cái link này các bạn đó thì mình vô tình mình lít vô tại nó dài quá mà các bạn không để ý các bạn cứ tưởng là nó nó là cái link của cái việc mà các bạn lem để nhận coi rác thôi ha <laughs> À, thì nó ghép vô đây xong, nó ghép vô đây xong các bạn rồi biết làm sao các bạn, rồi nó sẽ lấy cái bài viết này nó viết ra nó viết hay lắm, tức là nó viết cái bài này rất là hấp dẫn, Đó, nó viết hấp hấp dẫn lắm. sau đó, sau đó nó cướp bê cái bài viết làm gì các bạn, ví dụ như giờ nó biết mình là người hay là làm video về những cái loại coi coi mà là coi rác như này các bạn, ha thì nó nó sẽ thì trên cái kênh youtube của mình nó sẽ có những cái 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 nhóm facebook, cái nhóm facebook để mà của mình À, thì mình hay giới thiệu ví dụ chẳng hạn như cái nhóm này của mình nè à, đúng không ví dụ thì nó đăng thì lúc trước á mình sẽ để chế độ là gì công khai tức là à, không có kiểm duyệt nữa các bạn cứ ai muốn vô thì vô không có kiểm duyệt ha rồi bài đăng cũng không kiểm duyệt luôn ha thì nó sẽ lấy cái bài viết đó nó đăng ở đây các bạn mục đích là để cho mình thấy cái bài viết đó mà là lít vào thôi các bạn chứ không có gì hết thì nó đăng vô đây nó đăng vô đây ha rồi sau nó bố lên cái nhóm này nó đăng nhiều lần các bạn thì các bạn khi mà các bạn đọc á, nhiều lần các bạn, các bạn thấy cái bài nó hay quá không ha? À, có thể là hướng dẫn người khác các bạn lít vào điều, vào để hướng dẫn nó hướng dẫn thì khi mình lít vô cái là mình đã dính virus các bạn à, chứ không, không có cái gì khó đó nó lít vô cái là dính virus nó tuy nhiên cái con virus này nó dính vào con máy nó sẽ âm thầm đó các bạn mà nó không có biểu hiện gì hết biểu hiện đầu tiên của nó chính là nó đăng nhập cái email của mình trên khi bị khác hoặc là cái facebook chẳng hạn đó thì nó sẽ báo về cảnh báo ông mặt các bạn đó, các bạn phải để ý cái đó rồi sau đó thì giả hạn như mình sẽ bảo mật hai lớp cho email và Facebook rồi á thì cái con virus nó sẽ nằm yên trong đó, nó không hoạt động các bạn. Đó, nó không hoạt động. Đến một ngày nào đó thì nó mới hoạt động các bạn. Tức là đến một ngày nào đó thì nó sẽ theo dõi các bạn, mỗi lần mà các bạn làm cái hành động gì hết á là tất cả những cái dữ liệu của bạn, những cái hành động của bạn nó chụp hình, nó chụp bằng ảnh hoặc là nó gửi các thiết bị các thứ tự đó các bạn. Tức là những cái ký tự các bạn đánh đó nó gửi về cái mình, cái 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 chủ nhân của nó bạn hiểu không cái cách làm thì như vậy đó nó chứ là nghe lén nó chụp lén nó 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 đủ thứ trò hết đó. đó là cái con virus nó âm thầm nó gửi về nó gửi dữ liệu về thì khi mà các bạn đăng nhập vào time stop á thì á khi mà các bạn mà đăng nhập time stop á, có thể là các bạn đi vào hồ sơ nó chụp cái lại nó chụp lại cái 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 khóa riêng tư của các bạn hoặc là nó chụp lấy cái mật khẩu của các bạn à, thì khi các bạn điền mật khẩu một cái là nó nó, nó 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 ghi nhận và nó gửi về cho chủ nhân nó ngay nó là cái con virus tức là con trâu ra nó làm việc như vậy các bạn đó thì thì cái cách nhận biết tại sao mà uh, high Stop mà bị uh, bị hắt đó thì mình sẽ cho bạn coi cái 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 dấu hiệu mà của high Stop bị hắt đây nè ha đây đây các bạn đây là cái hình mà mình bị hắt các bạn không phải là bị hắt mà cái dấu hiệu nhận biết rồi nhưng mà lúc đầu mình không có có, có biết được rồi là có nghĩa là gì khi mà nó biết mật khẩu của các bạn á và cái id của bạn nó sẽ đăng nhập cái cái app time của mình bên cái máy của nó các bạn thì lập tức á, bên cái máy của mình nó sẽ báo lỗi các bạn nó báo lỗi như thế này nè đó đã có lỗi vui lòng đăng nhập lại để tiếp tục đó nó phải như nó hiện là các thi nó phải như nó cái app này nó hiện là à, à, hiện giờ à, tài khoản của bạn đang đăng nhập cái thiết bị khác thì mình biết ngay là hack đúng không các bạn tuy nhiên nó không báo như vậy mà nó báo như này đã có lỗi vui lòng đăng nhập lại để tiếp tục đó thì làm sao mình biết được rồi mình bị hack các bạn không cách nào biết được đó nhưng mà các bạn sau này các bạn lưu ý nha nếu như các bạn không bao giờ đăng nhập các uh, cái app time stop của bạn trên cái máy khác mà nó báo như thế này á thì lập tức bạn các bạn biết chắc chắc rằng các bạn bị hack rồi không cách nào khác hết là các bạn bị hack á đó, à, thì lý do là mình mình đăng lên nhóm time stop chính thức của việt nam á, là lý do mình không có biết nó bị hack các bạn khi mà mình mở ra cái time stop á tức là cái cái s time á thì mình biết nó bằng không là, là lúc đó mình mới 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 biết được lý do là mình bị hắt là do mình không có cài lại điện thoại mà lúc trước nó hắt trên cái ví uh, trust đó các bạn đó nó hắt trên ví trết đó các bạn ha cho nên là cái 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 cách làm việc của nó dễ lắm nó để ý nó để ý các bạn nó để ý cái hành tung của mình làm đó. rồi sau đó nó gửi cái virus lên cho mình để mình lít vào thôi nó chứ không có cái gì hết nó rất là dễ dàng các bạn Nó rất là dễ làm ha Và cho nên là các bạn các, các bạn biết cái cách rồi ha rồi để mình cho xem luôn cái mặt của thằng đó các bạn Để các bạn sau này các bạn đừng có bị nó lừa nha Đây nè các bạn, đó, cái mặt của nó đó các bạn, các bạn để ý cái Facebook này nha, đừng có chat với nó nè, nó đang mở luôn á, chứ không phải là nó khóa đâu. Đó, các bạn để ý nha, các bạn viết này năm ngày 30 tháng 7 đó các bạn. Đó, các bạn coi đi, nó có nó bán luôn này là đây là đây là cái đó đó, đó các bạn xem đi nha. Đó, biết thì đừng có giao dịch với nó nha. Đó, nó hát á, đó. đó. Rồi, À, như vậy thì các bạn biết cách hát ha có nghĩa là nó sẽ dùng cái link gửi vào à, nó nó sẽ lấy cái link nó đi rải tùm lum như các bạn chứ không phải riêng cái cái nhóm của mình nha tức là nó sẽ nó sẽ dùng cái cách đó nó đi rải tùm lum ở trên cái các mạng các cái nhóm kiếm tiền online các bạn để các bạn lít vô là dính hết tức là không phải riêng mình tất cả nhiều người khác bị trang như vậy là 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 do lý do là các bạn lít vào cái link nhầm cái link của nó là dính thôi Hay các bạn chứ không phải riêng mình mình đâu nha nhiều người bị lắm á rồi thì các bạn hiểu rồi nha cái cách nó hát là như vậy còn có nhiều người người nói rằng thế này nè tức là khi mà các bạn cài một cái app là vô á nó đòi là cái quyền là chụp ảnh không đòi quyền chụp ảnh thì các bạn nói là sợ cho phép thì đầu nó hát bi với là hát tham không phải các bạn hiểu sai rồi các bạn không có hiểu được nó hát như thế nào nó hát là khi các bạn lít vào cái link á cái link mà nó rải á lít vô một cái là nó đã đi vào cái virus nó đã đi vào cái điện thoại các bạn tức là trâu ra nó cái con nghe lén á, nó đi vào điện thoại của các bạn rồi chứ không phải là các bạn cài app và các bạn cho phép nó chụp ảnh thì mới mới hát được không phải chụp ảnh cái đó có nghĩa là các bạn cho phép nó, nó 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 quyền liên quan tới camera là để chụp ảnh tức là xác minh khuôn mặt các bạn nó phải cho phép người ta mới 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 xác minh được nha các bạn phải hiểu rằng khi các bạn lít vào đường link để cài vào đã đã nếu nó có virus đã nhiễm virus rồi chứ không phải là khi các bạn cho phép uh, các quyền ở trên cái cái app đó thì mới gọi là là hack đâu nha hoặc là cái app nào mà nó nó hack á app mà nó hack á có nghĩa là khi các bạn đăng nhập vào á, nó bắt các bạn phải đăng nhập cái có nghĩa là các bạn phải đánh là mật khẩu của cái email tự nhiên các bạn tự nhiên nó nó ra một cái trang mà bắt các bạn đăng nhập được cái mật khẩu email rồi là các bạn biết chắc chắn nó là ăn cắp rồi đó Ờ, thì lúc trước mình cũng có làm cái app gọi là bitcoin play ganh các bạn ha thì mình cũng mình cũng không ngờ là nó bởi vì lý do là lúc đó đó mình làm cái video đó là nó nằm ở trên cái máy tức là là mình mình a cài cái app ở trên một cái máy khác các bạn tức là cái máy cũ cho nên mình nghĩ là nó cũng không sao nhưng mà lúc đó thì mình bị nó tức là tối hôm đó là nó bị nó bị đăng nhập nha tức là nó có một thiết bị khác đăng nhập trên cái cái email đó của mình mà email đó là cũng email rác thôi các bạn cho nên là mà cái email đó bảo mặt hai lớp rồi à, cho nên là, là lập tức mình biết được cái app đó là app ăn cấp. nha bây giờ mình cũng chỉ cho các bạn coi luôn cái app đó để các bạn không bao giờ cài vô nha bởi vì bởi vì mình mình cũng chưa rảnh làm cái chuyện này cho nên là cũng chưa chỉ các bạn các bạn nhớ xem video này một cách chi tiết dùm như các bạn nó hơi dài một chút xíu nhưng mà nhờ đó mà các bạn sẽ hiểu hơn ha đây là bitcoin ligan nè Các bạn không vui lòng mà đừng có cài cái app này vô nha App này là app ăn cắp các Cái app này bị dăng rồi các bạn Bitcoin Ligan á Đây, đây nè Hình như là cái app này nè các bạn Đây nè Hình như là cái app này ăn cắp nè các bạn đây Hình như là app này Đó, Hình như là app này Còn nếu các bạn muốn chắc ăn á Các bạn lít vào các bạn xem cái bình luận ở dưới á, nếu có bình luận là ăn cắp thì là của mình á, là đúng các bạn nha. Hình như là cái app đó, cái app đó các bạn khi mà các bạn đăng ký á, nó bắt các bạn phải đánh cái mật khẩu của email. Email và mật khẩu email là biết chắc nó ăn cắp. Cho nên ai cài app này lập tức gỡ ra và đổi gỡ ra xong, rồi quét virus xong, rồi xong các bạn đặt là mật khẩu email các bạn đi. Nó ăn cắp, nó nằm đó đó, nó nằm đó đó chờ sau này á, nếu mà email của bạn mà đăng nhập với nếu mà email của các bạn mà có liên quan tới timestop b thì mệt lắm nó ăn cắp email đó rồi là các bạn nó đổi email của các bạn dễ ợt thôi nha nó đã ăn cắp được mật khẩu email mà ăn cắp được cái id của các bạn là xong rồi đó cho nên là các bạn hãy lưu ý nha rồi đó thì một số cái vấn đề về cái việc mà nó hắt như thế nào nha mình chỉ các bạn để các bạn có kiến thức nha các bạn chơi cái những cái này mà đến ngày mà các bạn có giá trị có thu hoạch có thành quả rồi mà các bạn không biết bảo mật thôi là nó ăn cắp hết là xong luôn là cuộc đời là một năm hai năm là các bạn nó, nó rớt quất hết nó không có gì hết ha cho nên là các bạn phải xem cái video này kỹ nha rồi à, nếu có gì không hiểu thì bạn có thể bình luận với video và tiếp tục vài video sau thì mình sẽ cố gắng tìm các email nào mà chưa có bảo bảo mật hai lớp á mình sẽ chỉ cho các bạn bởi vì hiện giờ các email đã bị bảo mật hai lớp rồi cho nên là đang khó khăn công việc là kiếm email Và Facebook cũng vậy Facebook cũng đã bảo mật hai lớp hết rồi Cho nên là chưa có có cái Facebook nào để mà Mình hướng dẫn cho các bạn ở đây nè Đang kiếm ha Cho nên là sắp tới là mình sẽ làm nhiều cái video Về việc bảo mật ha Trước khi mà uh, Mainnet của Bi cũng như là Mainnet của TimeStop nha Các bạn nhớ theo dõi kỹ Để mà chúng ta bảo vệ cái tài khoản cái Tài sản của chúng ta Trước những cái nguy cơ ăn cắp Bởi vì bây giờ Covid nó nhiều quá Nó đói lắm các bạn Rất là nhiều thằng đối Cho nên nó đi ăn cắp đủ trò hết đó ăn cắp ăn cắp và lừa tiền tùm lum đó nè nói chung là nó rất là phương nó rất là phức tạp các bạn ha cho nên là các bạn mình đào thì đã hiểu cái phương pháp đào rồi chỉ còn phương pháp bảo mật thì chưa có, có có kiến thức nhiều thì mình cũng sẽ cố gắng trang bị cho các bạn để các bạn cũng làm cho nó chắc ăn ha thì mình mình biết tới đâu thì mình giúp đỡ các bạn tới đó ha rồi còn nếu như các bạn xem video này mà chưa có cài app hay stop thì hãy cài app Thai Stop và đào đi các bạn bởi vì tới ngày 10 tháng 10 năm 2021 này á thì nó sẽ giảm tốc độ xuống còn một nửa và lúc này chúng ta kiếm tham rất khó các bạn một năm các bạn đào mà không giảm tốc độ chỉ có mà solo chỉ có 5 ngàn thôi mà nếu nó giảm tốc nó giảm đi một nửa thì các bạn chỉ đào được hai ngàn rưỡi một năm thôi các bạn nó rất là ít luôn á một năm 365 trăm ngàn mà đào được có hai ngàn rưỡi thôi thì các bạn biết là nó ít đến mức độ nào cho nên là từ bây giờ các bạn phải đào trước để tích lũy nha còn ai mà giới thiệu được càng nhiều thì càng tốt nha để mà cộng đồng nó mạnh thì giá nó mau lên thôi ha rồi à, chúc các bạn thành công và đừng quên bấm vào nút đăng ký trên kênh youtube của mình sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất cho các bạn rồi xin chào và hẹn gặp lại